là siêu nhân? Vòng thi đòi hỏi sự kết hợp ăn ý của cả ba và mẹ khi vượt qua các trò chơi của chương trình. Đội trưởng nhí sẽ đưa ra những chiến lược tác chiến hợp lý để gia đình có thể giành chiến thắng, bước vào vòng đặc biệt. Tiếp tục thử tài quan sát phán đoán của bé trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình đã mang đến cho ba mẹ và đội trưởng nhí những điều vô cùng bất ngờ và không thể thiếu những phần thách đấu ngoài sức tưởng tượng của ba mẹ. Còn có muốn giành xuống một giây nữa để mình giành quyền cho ba mẹ mình chơi không? Nhưng mà xuống thêm bao nhiêu giây nữa? 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây. 1 giây nữa là còn 94 giây đó. Con muốn trả giá nữa không hay là con nhường? Con trừ 4 thôi. Trừ 4 là con 90 giây tròn luôn đó. Rồi con? Dạ thôi con, ba mẹ con có thể bỏ 13 trái bóng vào rổ. Ba mẹ con có thể tuân được 13 trái bóng vào rổ. Còn con nghĩ sao ta? Chỉ có 1 phút thôi đó, 13 là nhiều rồi đó. Thưa cô là con nhường. Con nhường, vậy là gia đình là ba mẹ của Phương Anh là cố gắng nha, tuân được 13 trái bóng trong vòng 1 phút để vào rổ. Với áp lực quá lớn từ mục tiêu của con mình, ba mẹ phải cố gắng hết sức mình để vượt qua các thử thách, vừa để giành một vé bước vào vòng đặc biệt, vừa để không phụ lòng tin tưởng của con mình. Cái gì mà đừng dưới cái tivi nhà mình? Cái bàn để tivi. Thêm nữa. Cái để dưới tivi là bàn đi với cái gì? Bàn đi với cái bánh xe. Cái ghế. Bố mẹ có lên. Cố lên. Bố mẹ. Phải bay được nha. Cố lên. 11 cái lần đó. Cố lên. Bố mẹ ơi, cố lên. Đừng làm con thất vọng. Cố lên. Bố lên. Cố lên. Cả ba mẹ ơi, cố lên. Mẹ ơi, mẹ một mới bị giấy cô lên. Mày một cái mấy mà giấy liền luôn mẹ ơi. Cô lên nè. Cô lên. Bên cạnh đó, có những bé suy tính rất kỹ lưỡng trước khi thách đấu để đưa ra con số thật phù hợp, mang cơ hội chiến thắng cao dành cho gia đình của mình. Tụi con dự đoán coi là sẽ là bao nhiêu để cái banh nó dắn vô trong cái ly đó cũng xa à nha. Dạ một. Trời, một luôn hả? Sao con chắc cuối dữ vậy? Chắc ăn, chắc cuối. Cũng hợp lý với cái trò này. Vậy con chọn 4 thôi. Bốn quả bóng vào ly đúng không con? Còn con? Dạ con nhường bạn. Sao tụi con kết thúc? Giờ cô đang tính nói là con ơi, con trai mình nghĩ là 5 ly xong rồi con nhường luôn. Dạ chắc là gia đình mình cũng nghe là dạ thôi con nhường bạn, coi như là chốt bé mi. 60 giây cho ba mẹ bắt đầu. Đó, mẹ đem đi mẹ. Đó. Mẹ ơi, cố lên. Đó, đem ly, đem ly. Ba nữa. Đại bốn cái, bốn cái. Nè, chào một chiều cũng được đó. Đó, một bàn rồi đó. Mẹ ơi, cố lên. Cố lên, cố lên. Hai rồi. Cố lên. Ba rồi. Hay quá mẹ ơi. Cố lên. Quay luôn. Quá đẹp. Cố lên. Mẹ ơi, cố lên. Bốn rồi đó. Hay quá. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta kiểm tra kết quả quý vị nha. 12, 13. 13 trái kính thưa quý vị. Yeah. 59 trừ 2 là còn 57 giây. Con muốn hả? Còn lại bao nhiêu giây nè? Giữ đi. Con vẫn giữ nguyên hả? Tại vì cái này khó lắm. Bây giờ con không trả giá, coi như là dành quyền cho Khiết Anh nha. Dạ. Yeah. Vậy là chốt. Ba mẹ bé Khiết Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ trồng ly, đó là 57 giây. Ba mẹ lưu ý rằng chúng ta mỗi người chỉ được một lượt, có nghĩa là rút ra tờ giấy thành công á, nếu như bị đổ thì mình sẽ xay lại để mình rút tiếp nha. Nhưng mà khi người nào đã thành công rồi thì người còn lại sẽ được thực hiện. Chuẩn bị nào, 3, 2, 1 bắt đầu. Chỉ có 57 giây thôi. Mẹ cầm tờ giấy rút mạnh. Nhanh mẹ ơi. Giỏi. Nhanh mẹ ơi. Giỏi. Nhanh mẹ ơi. Giỏi. Yeah. Trời. Trời. Cái gì vậy? Thấy chưa? Và dù thắng hay thua cuộc, thông qua hai trò chơi mà chương trình đã đưa ra, các đội trưởng nhí có thể nhận thức được vai trò quan trọng của sự quan sát và quan tâm đến các thành viên trong gia đình của mình. Gia đình của bé My thì không biết là có những cái nhận xét nào à? Ôi rồi mời con. Là không sao đó bạn, chơi như vậy là vui mà.
Đừng có quạo nha. Chứ vui không quạo nha, cho họ cưng chiếu mà. Rồi. Sao đâu, thắng hay thua không quan trọng. Giỏi. Quan trọng là tình bạn. Trời ơi, quá. Quan trọng là tình cưng bạn đó, trong khi chị lớn hơn người ta đó. Chị rồi, hài quá. Dạ, không biết thì bố mẹ thì có những cái lời nào dành đến cho gia đình bên cạnh của mình không ạ? À, ngày hôm nay thì qua phần chơi của gia đình anh Kiên, chị Hằng với lại bé Cường á, thấy bé Cường rất là nhạy bén. Tuy nhiên có thể nói là phần thắng của gia đình mình hôm nay là có một phần may mắn ở trong đó. Con thấy ba mẹ ngày hôm nay như thế nào với trò chơi? Dạ, con thấy ba mẹ hôm nay rất là cố gắng rồi. Cố gắng hơn nữa cho những chương trình sau ha. Vậy thôi, bây giờ phần thưởng còn quý giá hơn 2 triệu đồng này, đó chính là nụ hôn nồng cháy của con dành cho ba mẹ, chịu không? Dạ. À, hôn cái nè. Cảm ơn con gái. Ăn là trời ơi, cưng chịu luôn, còn cái gụ của ba mà.